tôi nói rằng nếu có dịp một lần nào đó các anh chị đi trên đường Trường Thương đến Bắc Nam ra vùng đất này, giữa một cái thời tiết oi ả của trưa hè, các anh chị dừng chân bên một lối nhỏ ven đường chẳng hạn, và gọi cho mình một ly cà phê đá hoặc một trái dừa tươi, bắt đầu mình phóng từ mắt mình ngắm xuống một bên là núi đá, một bên là biển xanh. Đó là một gió và thấy rất nhiều mấy khách từ xa như vậy, mình nói hơi văn hoa chút xíu, thì mình sẽ thấy rằng á, tự nhiên á là du khách viên người ta tự bất giác người ta tự tháng rằng á là tại sao mà có nguồn nước mỗi khí hậu khắc nghiệt như vậy. Thì có thể ngay lúc đó thì người chủ quán hay là một ai đó cùng dừng chân trong quán nhỏ, người ta sẽ có một câu tự chào rằng khắc nghiệt là đúng. Tại vì cái tên kia cái ngay cái tên gọi là cái bao hàm cái chữ là gió ngược phan mà đỡ lên đây cho nên mới gọi là phan đây. Thì cái câu chuyện nhỏ này, cái chuyện nhỏ này có thể là một cái cán bộ tỉnh ở cái địa phương trong cái đoạn đường dài đi qua khu vực của tỉnh đó, thì mình có nói rằng đó là một trong một cái đầu hai mươi mấy em chủ tịch với lại bí thư tỉnh đó, với mấy ông hưu trí rồi ha, hưu trí đi làm việc rồi sợ cho cái nắng của nó quá ấn tượng của lần trước này. Còn lần tường thì sự cái gì nó phải trước ngày đâu bữa em với lời em tính đâu đi trước đâu em cái tướng đi sổ số tướng mình cũng làm á, đi sổ số Trà Vinh á, tối 8 giờ bay sáng đi, đi trong quay lên.